Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay lại đến channel của Honka Pro Paradise nhé. Đã lâu rồi mình không lên sóng. Thì hôm nay là mình xin được tặng các cái clip này. Tặng cái clip này cho những bạn mà quay ra được hơi chậu flame nhưng không quay được chấn của nó. Như thằng bạn mình quay ra hơi chậu flame với 3 nháy nhưng mà quay đồ nó thì tới tận 50 nháy. Nhân phẩm mà. Đây này, mình sẽ cho mọi người xem thế nào mới gọi là nhân phẩm. Mình nhớ không nhầm có cái event quay đồ, mình nhớ không nhầm thì đây mùa hè thì thầm nó đã quay 55 tiếp tế ở đây, ok 55 tiếp tế này, và nó chỉ ra được đúng một cái, đó chính là cái vết thánh boss của Hibeko mà thôi. Mình rất là buồn cười luôn, thậm chí là có cả tấm ảnh mà nó chụp lại nó chỉ quay được đúng thiếu một lần duy nhất mới ra được đây. Nó chỉ là đúng cái boss của Himeko rồi, mình rất là buồn cười thằng này luôn. Bình thường thì thằng này rất là đỏ nhưng mà không biết dạo gần đây nghỉ dịch nó thậm du nhiều quá sao mà nó đen rồi. Hôm nay mình sẽ tặng những cái mình tặng cái clip mà dành cho những cái bạn mà không có chấn. Tôi cứ nói được câu nào là xe nó chạy qua nó bóc còi. Thì trước hết là về xét thân chính của chúng ta trước nhá. Thì chúng ta có ba nhân vật đây, thì hai nhân vật có thể thay thế là nhân vật Hercule Flame, và chắc chắn không thể thay thế được này. Thì nhân vật này chúng ta có thể sử dụng khúc hát đen đen hoặc là điệu bậc thang cho nó để có thể thay thay thế cho cái cây chấn nhá. Còn cây khác thì mình nghĩ là không thể nào thay được đâu, ví dụ như là cây khóa hư vô chẳng hạn, có thể là không thể thay được đâu. Còn về vết thánh thì hầu như các vết thánh này đều mọi người đều có thể nhận free ở tại thời điểm hiện tại. Ví dụ Thales mọi người có thể cày trong vạn tường hư cảnh, còn công chúa tí hon thì mọi người có thể cày ở trong event mùa hè. Hiện tại event mùa hè đang có làm 5.000 điểm thì mọi người sẽ nhận được cái boss một set cùng một tại cái vũ khí, một cái vết thánh của công chúa tí hon. Mọi người có thể chọn một trong ba cái, thì mình đã chọn cái boss để cho dành cho những bạn mà không có vết thánh để chơi. Tiếp theo là về hỗ trợ, thì hai con hỗ trợ này mọi người có thể thay. Ví dụ Himeko thì có thể thay thành nhiều con nhân vật đại kiếm khác nhau để có thể cầm cho nó những cái set hỗ trợ như là đẹp điệu máu tươi và chim. Hầu như là set chim này là mình tìm ở trong shop vết thánh hết nhé, shop đổi vết thánh và cả kiểu máu cũng vậy luôn. Còn về văn bản đen tâm thì văn bản đen tâm mọi người có thể quay thay bằng phu hua nhưng mà phải là SS nhé, đây con Phoenix nhưng mà phải là SS nhé, để có thể kích hoạt được cái hiệu quả là cộng hưởng nguyên tố đấy. Sau khi mà dùng được một cái vạch thì mọi người sẽ được cộng trường 5% sức nguyên tố, nếu mà cộng full vạch thì là tầm 20 ấy. Rồi về vết thánh, về vũ khí, trước vũ khí mọi người có thể thay toàn bộ găng tay gì cũng được, bởi vì mục đích mình vác cái găng tay này vô là để cộng cộng SP, khi mà nói chung là cộng SP đủ để cho một lần ulti thôi. Còn nếu mà mọi người đánh xong con boss ở tua đầu mọi người cũng đủ SP để mở ulti rồi. Và về vết thánh thì mình sẽ sử dụng mà hai Enea, Erenia, Atlas và Phu Nhật Sư. Phu Nhật ở cái top thì mọi người có thể thay thành top Phu Nhật Sư và mid Phu Nhật Sư nhé. Còn boss thì mọi người có thể, nếu mà mọi người có hai cái công chúa tí hon mọi người có thể cầm luôn công chúa tí hon cũng được. Bởi vì boss công chúa tí hon khi mà rời trận nó sẽ tăng cho mọi người tầm 20% sức nguyên tố lửa đó, nên khá là xịn. Còn nói chung là cái boss này á, mọi người có thể giữ giữ cái boss này hoặc là boss công chúa tí hon nhé. Còn mid mid Phu Nhật Sư là để hỗ trợ nguyên tố lửa. Top thì mục đích mang top ấy, là nó sẽ khi mà mang top Phu Nhật Sư nó sẽ kích hoạt set 2, nó sẽ hỗ trợ mọi người thêm 10% nữa đấy. Ô, phân tích similar rồi. Còn Efu mọi người cầm con nào cũng được đấy, mọi người cầm con nào cũng được trừ hai mấy con sát thủ tố băng, nó còn lửa mọi người có thể cầm con này hoặc là cái con này đấy nhá. Ba con mọi người có thể cầm ba con lửa, còn con nào cũng được, không ngán ngẩm thằng bố con thằng nào hết. Còn về chìa khóa thần thì đây, chìa khóa thần thì toàn bộ mình cho mở nhánh phụ hết, còn riêng thánh kiếm hoặc thiên hỏa thánh là mình sẽ cho mở nhánh chính là tăng sát thương lửa. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nhé, ngồi nói chẹo cái lưỡi luôn, ngồi phân tích server luôn. Rồi bây giờ mới vô chúng ta sẽ tích nhạc nhánh của phu trước. Mọi người nên đánh là ba âm nhé, ba âm nó sẽ nạp nguyên tơ, nói chung là gây thêm sát thương á. Đây nhá, xong rồi chuẩn bị né này, đánh này, cái này combo này là quá rồi, gọi mọi người quá quen thuộc lắm, nên mình không cần phải nói lại nhé. Đấy,
Thì sau một chuỗi thì mình cũng đánh xong được con xe rồi. Đánh ba âm chứ nhá. Cái này mọi người đếm nào. 4, 3 bên kia, 2, 1, ok, rồi đi một vòng. 4, 3, 2, 1, rồi 3, 2, 1, ulti này. Nó sẽ mất tầm 3 giây để mở cái giáp ra. Đấy, xong rồi Himeko làm việc của nó. Mọi người nhớ sử dụng kỹ năng chủ động của vũ khí, nếu mà mọi người cầm cúp HDD đó, vậy nó sẽ tích mọi người tầm 30% sát thương nguyên tố khi mà kết thúc cái kỹ năng đó. Vì 30% đủ mọi người quậy tưng bừng cái con xe tăng là cái gì, nên là mình không cần phải nói tới nhá. Thì nó điểm nó sẽ dao động, nếu mà mọi người có cái bot của con, nó là có bot, cái bot thì nó sẽ đánh nhanh hơn. Cái bot, cái nếu mọi người có cái bot của Himeko, Murata, Himeko thì nó sẽ đánh nhanh hơn. Bởi vì sao? Cái bot nó tăng tới 40% sát thương ạ. Nó khá là khỏe đấy, nên là mình khuyến cáo là mọi người nên cập nha. Còn mình thì mình hướng dẫn là khi mọi người không có cái gì của con flame sâu, cái con hơi cho flame này hết, để cho là nhiều ông kiểu tôi không có cái này thì tôi phải làm sao đấy, kiểu vậy. Nói chung là điểm nó sẽ dao động từ 750 đến tầm 800 đấy. Còn ông nào mà không có vân mà đan tâm mà còn muốn leo vực ấy, thì thôi nhá, đừng leo nữa, chúng ta ở lại vực chứ đừng có leo lên sen đỏ làm gì. Bởi vì lên sen đỏ 20 người chơi thì hết 15 người chơi là họ đều có vân mà đan tâm rồi. Hiện tại rank của mình đang ở sen đỏ. Ở cuối video mình không biết, ở ngay đầu video mình đã có để, chắc là mình sẽ để nha, sẽ để cái ảnh một đống thằng nó có vân mà đan tâm, còn mình thì dùng Phoenix mình leo. Và đương nhiên đấy, rất vực đấy. Thì thôi, clip dành tặng cho những người mà có hơi cho flame nhưng không có đồ, mình tới đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp mọi người trong các clip sau nhé, bye.